Ngày tiếp theo nhận cây nhé, thì theo ghi nhận của Trung Môn Sai thì có những tác phẩm của em Tụ đã có mặt rồi. Đây là những tác phẩm vẫn rất là già. Cây thì nếu mà Trung Môn Sai đọc ra đây thì anh em biết là không phải là cứ có tiền mới chơi được cây nhé. Cặp đôi này thì cũng là cặp đôi của chú Dần. Đấy, trước đó thì nhường lại cho em Tụ chơi cây. Đến bây giờ thì mọi người ơi, bám vào đây, bám vào đây. Đấy. Chú Dần ơi. À, cũng chia sẻ cho cả nhà. Chú Dần ơi, chú Dần ơi, chú chia sẻ cho cháu tí cái cặp này của anh à. Rồi. Thì cũng chia sẻ đây là chủ nhân cũ là của chú Dần đây đúng không? Hai cái này đúng không? Nhưng mà hai cái này thì chú cũng bán bán vé Tụ là 800 đồng. 800 ngàn một cây này đúng không? Được 6 năm rồi. 6 năm rồi và 800. Lúc đấy là cũng nhiều người đang chơi cây chứ nhỉ? Nhiều chứ. Chú bán có 800 cây này thì nó cũng cây cây thứ hai là cây này là 1 triệu rưỡi à? Cái này là tặng. À tặng à? Bán một cây tặng một cây. Vậy thì đây cả nhà bán một cây tặng một cây. Đấy. Cũng vẫn là form đấy một chú Dần. Kiếm một cây vẫn nhỏ nhỏ bỏ đây nữa. Hai cây. Chỗ này hai cây thôi à? Đây, chú Dần đây đứng giữa nhá, chú đứng giữa chú chụp cái ảnh nhá. Đây. Bán 800 còn tặng một cho một cây nữa này. Đấy thì lãi quá rồi thì nhỉ. 2017. Anh ạ, năm 2017 bán cho một cây 800 còn tặng cho một cây. Chú Dần đây. Cây chú Dần đi nào. Đây bán cho cây này 800 còn tặng cho cây này. Bán 800 cho cái này à? Cũng là có ai nhung Dần không bán được vậy. Phải giá thị trường mà. Mà là anh em yêu cây nên là động viên cho các động viên tinh thần cho các cháu anh em chơi cây. Gặp sụt nha. Thời tiết thì bây giờ cũng đã về xế chiều rồi nhưng mà Trung Môn Sai vẫn phải cùng anh em đồng hành cũng như ghi nhận những cái tác phẩm mà anh em đưa đến đây. Đấy, mặc dù là 6:30 rồi. Đấy, thời tiết 6:30 rồi nhá. Anh em hết sức thông cảm. Nghe nói là còn hai đoàn nữa. Đấy, ngày mai thì còn các đoàn nữa nhá. Buổi tối thì ra xem cây buổi tối nhưng mà tối nay thì Trung Môn Sai sẽ live stream ở đây nhé để mọi người cùng chiêm ngưỡng để xem là ánh sáng có đủ không. Chia sẻ với cả nhà này, cây này nó cũng một cây mà em thức rồi, lúc mà triển lãm Man Tiêm này thì em cũng đã giao dịch một trong những cây mà giao dịch cũng khá cao, đó là 25 triệu cũng có, anh em cũng ngỡ ngàng luôn. Và nó là Nga Tân thì đội Bừng Cây nó cũng khác gì đội sóng 5 và sóng 3 của mình đúng không? Tác phẩm mới của anh Thùy. Tiếp tục rồi. Tiến lên một tí đi. Tiến lên lên lên. Chắc chưa có đặt tên. Không, không nghĩa này. Xoay mặt đúng rồi, anh cũng ơi, xoay cái này này. Xoay ngang đi. Xoay cái này này. Cái gây đường hàng vào mà. Đúng rồi, xoay ngang đi. Lấy chân đạp đâu xoay được mà. Xoay chậu ơi, lấy chân đạp đâu đi. Bám vào đi, bám vào đi. Để bỏ anh được mà. Bỏ được mà. Bên này cũng vậy này. Bên này ra ngoài đi. Vậy cây này cũng xoay lại chứ nhỉ? Đây, cái nhân tân này. Bỏ đây nhá. Bỏ đây anh ơi. Bỏ đây anh ơi. Bỏ đây anh ơi. Tôi bảo cho cái đôn vào sát đây này. Đi về luôn đi. Quay ngang, quay ngang.
Ông cứ xuống đi để ông Tân xem là ông ưng hướng nào thì quay hướng đấy đi. Cho ra đi, cho ra đi. Bây giờ cái này thì không cần đâu. Thôi thôi, ngược lại nào. Xuôi. Tí nữa. Xuôi xuôi luôn, xuôi luôn. Ngược lại nào. Được chưa? Cái cửa đấy. Được rồi, ok. Đây nhá, cả nhà nhá. Bỏ cái giá đi, kéo cái giá đó, đồng này đi, hai ông kéo cái giá cái. Đây, anh Thúy thì cũng mang một vài tác phẩm đẹp đây rồi. Không, không, cứ bỏ đi, cứ bỏ đi. Đường đi, có đường đi đàng hoàng rồi. Đường đi đây. Đây, đây, ừ. Đây, đo xuống luôn. Đâu nào, trước cái tượng đồi rồi. À, cái này trước. Quá đẹp. Cao anh này. Đấy, à, với những cái tượng. Chưa. Gặp hai lãnh đạo đây. Ok. Mạnh vào. Lãnh đạo là Thanh. Tối rồi nhưng mà tôi cứ phải ghi lại những cái hình ảnh này. Dù tối dù muộn thì anh em hơi muộn về đợi xe. Rêu nhanh nhà trống này là vừa tầm này. Vừa tầm đấy. Vừa tầm. Ngày nào chẳng dưới 3 lần thì cũng cái đậu cũng được mà. Chậu này thì vừa rồi nhom nhem quá nên là chưa sơn lại được. Sơn lại được. Thay 4 lần chậu rồi. Thay 4 lần chậu đấy. Này không quan trọng đấy. Đấy tay này đẹp á. Mang thế nào thấy rất. Thưa nhất cả nhà nhé, vì chương trình thì nó cũng sẽ diễn ra trong vòng 4 đến 5 ngày thì chúng con trai cũng sẽ cố gắng chia sẻ cũng như đồng hành tới tất cả anh em yêu cây cảnh trong ngoài nước nhé. Cứ chúc anh em là kỳ tới này có thể là rảnh rỗi thì ta sắp xếp thời gian về trực tiếp đấy. Sân Ủy ban nhân xã Nga Tân để cùng tham gia chiêm ngưỡng cũng như là giao lưu những tác phẩm mà anh em đưa đến đây đấy, vậy này. Là có xấu có đẹp thì cũng là do những tác phẩm của các nghệ nhân tạo tác đây rồi. Thế là anh em cố gắng. Một trong những tác phẩm mà thay đổi toàn tập. Trước đó thì cái cây tay hoành kìa, nó dựng đứng lên. Nhưng mà quá trình tạo tác thì nghệ nhân cũng đã đưa về. Nó đưa về đến xà thành tay huyền rồi, sắp thành tay huyền đấy rồi. Đó là cây phải nói là biến đổi qua thời gian cũng như năm tháng, chứ là qua các bàn tay của các nghệ nhân đấy thì nó sẽ được đẹp hơn. Đấy. Một lúc nào đó thì chúng tôi sai cũng sẽ review riêng tác phẩm này để cho anh em thấy là có công mài sắc thì có ngày nên kim rồi như thế nhé. Cây này là một cây hoàn toàn khác với bây giờ rất là nhiều. Đấy. Bây giờ thì cũng đã được tạo tác tạo hình lại được rồi. Đấy. Người ta nói cũng không sai mà, Bác Cường họa sĩ từng nói là nhất dáng nhì thân tam cành đấy, tứ bệ cơ. Ở đây là anh em phải hiểu là cái dáng rất là quan trọng với một cây xanh. Khi mà nó đẹp thì rồi là nó do cái dáng nó hết đấy. Tạo được cái dáng là cả một vấn đề trong một cái cấu trúc tạo hình. Ông Tuấn rồi, chúng cháu mình đi chơi. Cây nào bé nó cũng vậy là từ ngoài 15 năm rồi. Đây chúng anh. Làm cái mua cây nữa đúng cho. Sáng sáng lại về. Cái gì anh? Cái này cho hội. Cho để anh em đấu giá. Con này đấu giá nên nhiều tiền đấy cho mình. Quan tâm rồi. Chủ có tặng hay không? Chủ tặng. Nếu chủ tặng là tôi hứa là cây này nên nhiều tiền. Đấy, vắt đuôi. Ngày xưa ông mua có 1.5 triệu mà. 1.5 triệu à. Phải nói là ông anh ông mua không rẻ đâu. Những cái cốt của ông anh thì thực chất là ông mua cũng nhiều tiền đấy. Kéo cái kia giãn là tí hiểu. Thôi tối rồi chúng con trai cũng xin được dừng video đây nhé. Hẹn là tất cả các bác cũng như anh em ở video sau đi. Ngày mai cũng là một ngày mà anh em cũng sẽ mang rất nhiều những tác phẩm nữa về. Thì chúng con trai sẽ review hết. Ở giữa đây, giữa hở ra tí nữa. Để cho mọi người cùng... Đấy. Tối lắm rồi nhưng mà thôi thì cũng cứ phải chia sẻ thôi. Đấy. Tác phẩm của Nam Lê này. Anh tráng chưa?
máy phải nói là sáng. Mọi người rảnh rỗi thì về Nga Tân nhá, Ủy ban nhân xã Nga Tân để cùng chiêm ngưỡng nhá, tham quan giao lưu chia sẻ cái nối đam mê nhá. Trong con sai thì cũng sẽ review số điện thoại cũng như là địa chỉ đây. Nếu mọi người quan tâm thì có thể là từ từ thì sẽ chiêm ngưỡng đầy đủ hơn. Đấy. Có điện phát là khác hẳn luôn này. Nói chung đi đâu cái áo ông dần nó đỏ là nhìn thấy là rõ luôn. Cái xì kìa, mấy cái xì kìa. Đưa đưa lại hay chứ tôi bảo đưa nó cháy đi. Xin chào.